Nay đầu năm mới lại đi sang thăm vườn vườn sầu riêng này. Thế nào? Thì hái đi. Đang cây đang đơm đọt. Rồi vì năm vừa rồi nó mưa nhiều. Mà cái đất này này, các bạn nhìn thấy không? Đất này trồng cao su ra mình nhìn thấy là tốt, nhưng mà cái kết cấu đất nó rất là rời rạc. Mà nắng lên là đất là nóng lắm. Nên luôn luôn phải giữ ẩm cho cái đất này. Phải giữ ẩm được thì bộ rễ nó phát triển ổn định được. Anh trồng vú sữa hoàng kim sen. Nó lên nước, nước khi mà mưa nhiều nó lên nước và bắt buộc phải đào cái hệ thống thoát nước cái mương như thế này. Vừa là lấy đất để cho lắp thêm cái mô đây để cho tán nó ra. Cây này được 1,5 năm rồi. Vườn này là 300 340 cây. Nói chung là nó vẫn phát triển ổn định, bởi vì cái khu vực này ấy, thì không có một cái vườn sầu riêng hết, mà mọi người không không trồng sầu riêng được. Này sang đây gỡ hoàng kim, hai ông bà đang hái. Hái vừa vừa thôi, đủ ăn thôi. Thì hái để xem cân bán. Để em về em hỏi anh bạn xem nó có lấy không. Được. Cái này em mai bà anh rồi, phải chống một cái cây tầm vông giữa, xong bắt đầu là lấy dây níu cái cành lại. Một một nè, chống 3 cây này mà còn một mà. Nó chỉ chịu được 1 năm thôi chứ. Mà vú sữa hoàng kim thì ở đây thì cũng nhiều nhà trồng, nhưng mà ăn thì lại rất là nhạt. Nhưng mà vừa này thì cực kỳ ngọt. Rất là ngọt. Ai ăn cũng khen. À, cái này nó có cái bí quyết nhá. Trên này có quả này nó là chín chín lắm rồi mà. Đại ca hái xem nào. Cái này khi vận chuyển xa thì phải có một cái bao xốp nữa. Đó, xong rồi mình đóng thùng xốp mình lấy cho người ta, chứ bởi vì cái vú sữa hoàng kim rất dễ dập. Có luôn, có luôn. Trời, có 2 ký. Mua 2 ký mà cho nó 1 bao rồi. 2 ký gì? Bao xốp đó, cái bao xốp hình như cũng 70-80 ngàn một ký đó. Ừ, mà nó nhiều lắm. Cái này chín mấy. Ui trời ơi, cái cành kia nó níu được muốn gãy cành kìa, hai trái kìa. Ừ. Đó chín gì vậy? Chưa chín đồng nào. Chín chín rồi, chín chưa? Vặt đi nó không gãy mấy cái cành. Thực sự là sầu riêng chăm sóc mà tốt hay không tốt thì phải đi thăm mùa này, đẹp hay không đẹp thì phải đúng là cái mùa khô hanh này thì chúng ta mới đánh giá được cái cách chăm sóc của sầu riêng. Còn mưa thì vừa nào cho đẹp. Mùa này là trồng ngay từ ban đầu là bài bản luôn, trồng cao. Đó. Lúc được trồng lên là ai cũng nói là hả đẹp không? Ai cũng nói là đất này mà đi trồng sầu riêng đúng không? À. Điên khùng. Đến thăm vườn thì cuối cùng lúc trồng lên thì quá trời bố nào cũng đến tư vấn. Nhiều người ta ganh tị mà ta không nói ra. Thôi kệ người ta, mỗi người mỗi việc. Không đẹp. Mới móc đất nữa lên thì đắp lên. Thôi móc được cái đất này lên là ổn rồi. Nhìn nó ok. Thôi đi vào đi, nắng quá. Hai một cây đó là một một cây đó. Một cây đó là 4-5 ký một xích ngang. Trời đất ơi. Vô ăn thử coi. Đó bao trắng giả hết. Ăn thật chứ sao lại ăn thử. Kìa kìa có quả to bự chà bá luôn. Đó, quay luôn đi. Đem ra em hái thích. Ăn thiệt. Ủa qua rừng bữa đó hái 5 ký luôn. Vậy hả? Làm muối qua đem cho chùa. Trái chứ, hai trái chứ. Hai trái cho qua 5 ký. Đây. Wow. Đây. Wow. Chín đằng kia kìa. Đó, cây đằng kia cũng chín quá. Chín quá, để em hỏi thằng bạn nó xem.